đường cho mày đang hửng lồn đó, ai che đậy. Thấy con đĩ này nó hửng lồn dữ lắm, nó đưa tao ra hồi đồ cào cho cháu này, đừng cho lồn tao dính khắn dưới đất chơi. Mọi người ơi, sao nè chị kia bước ra con cháu mày cứ bỏ vô lồn tao đi. Mày nói xong nó cắn là sao? Bánh ra nè, bỏ vô lồn he. Con nào chịu không nổi thì chứ. Con né đó, cho mày cắn đó. Ở đây mà lấy bỏ một lồn đủ nó mất dậy chứ. Đi đàng hoàng không cho bé chứ không. Trời ơi, bỏ ra xuống. Nhau cắt gặt nó có đứt sao? Nó mới ngon đó. Cắt gặt đứt sao? Ủa má tao cái cội đó. Tao lội đây. Mày cứ lội thì ca tao đâu có cấm cản mày đâu. Mẹ ơi. Liêu có 3 ngày hà con đĩ sâu này nhét vô lồn, mau đi. Trời ơi. Thảo quá nè. Để cho bé sâu cho bá luôn nè. Thôi. Con sợ sâu mà đưa con tặc không à. Có sâu nè. Sâu nè. Con phái là cặc. Sâu nó em nè nè. Cái này nè lấy được một kìa. Ê, vậy trời ơi, ở đây kêu cặc đồng phải không? Cặc chợ nằm ra làm sao ta? Trời ơi, cặc giữa đường lững lờ. Cặc đó ở đâu mà nó ói kìa. Kim Anh ơi, dĩ dãn đau thương. Ủa mẹ con mình đi làm đĩ nuôi trai. Trời ơi, mày cắt cặc ai mà bức dữ vậy? Kim Anh. Kim Anh ơi. Chơi hàm quá mày giỏi, xuống dưới hái đi. Mấy đĩ tao chui xuống nè, còn mấy đĩ làm gì tao, mấy đĩ ơi, là mấy đĩ về, mấy đĩ chào bồn. Mấy đĩ bồn chào bá nè. Con nhảy á, con nhảy nữa. Con nhảy nữa. Con nhảy nữa. Bánh đóng đâu uống ta, hái vậy. Trời ơi. Con lấy đò thì tôi nâng lồn. Hai bà con lấy đò. Nhảy lên, nhảy lên, nhảy lên, nhảy lên, nhảy lên. Trời ơi, bẻ cái vàng của người ta rồi. Bẻ cái vàng, ấy bẻ cái vàng của người ta luôn rồi, gãy luôn rồi, chết rồi. Sâu kìa là kìa. Sâu đâu nghe. Giục lên nó. Giục lấy nó đi. Đồ hủ má, cặt là cặt ở giường. Con có muốn đồng á, con muốn vàng hả? Ôi, cái này có ai chồng không? Cái này có, của cô ai mà biết không? Ủa? Ai? Của ông nội ta để. Cái này có ai chồng? Ta ra đội quân với chồng. Giao này nó lồn già. Mùa nước có đau chồng. Ê, bà Kim có nè. Có chuồng vô đây ha, bính nó. Ủa, cắt hữu xuống trời. Không, ở dưới nước nó non hơn trên bờ. Ừ, Hoàng đó, ê. Ê, không, đừng. Đưa đây, đưa đây, đưa đây. Đưa thôi, đưa anh thôi. Uống nước cho khôn ra hơn. Uống cho tôi khôn ra thôi. Thư ơi. Con á. Anh nó chưa quá. Cái gì chồng nó muốn nó kia nó sao đi chứ. Này lỗi gì họ ta gỡ cá không? Xuống nó hái luôn đi. Hèn. Hèn. Mẹ ơi. Lôi xuống. Lôi xuống. Lôi xuống. Lôi xuống. Lôi xuống. Một hồi ha. Nè. Rồi rồi đưa cái bánh đưa. Kìa. Trái gì vậy? Ủa cái kia mà anh chạm trái gì vậy? Rồi, cái không ngon đâu.
đâu. Đây rồi. Cho mẹ. Cảm ơn. Ê, không lên nha. Không, có lên. Bước xuống. Ê, sao bỏ lên, bỏ lên, bỏ lên ha. Bỏ lên xong giờ. Trời ơi. Ghê quá à. Trời cái bạn, đây cái bạn bơi kìa, cái bạn bơi luôn rồi kìa. Bơi như vịt đi kìa. Kim Anh bơi như vịt kìa mọi người. Cái gì, cái gì đó, cái bằng hả? Đâu đâu mẹ ơi, giơ lên lại thử lại. Trời ơi mấy trái chín nó bấy nhẹt luôn rồi kìa. Rồi thấy rồi. Rồi thấy rồi. Ai nắm đầu em chị Kim. Nắm đầu chị Kim. Ai? Thuận. Dùng đi, dùng đi. Súng nhăn mà. Thôi, cái này nó già rồi, không biết nó chín không? Dạ, để vô luôn gạo á. Nè. Được rồi, đấy, nó chín mi hai. Mi nào mà ra đây hai? Đi hai bước. Mướp đó để luôn đúng rồi. Mướp già hay gì đó. Kìa trong cây còn quá trời kìa. Kìa hai ba trái ở trong kìa. Trời ơi rắn, con rắn mẹ ơi, con rắn. Bạch quá. Ở đây. Ở đây đây có cái này hơn. Ở đây. Có con nào không? Lòm kia băng từng lòm cho to cho cả lửa. Lòm lũ đạn. Có mà cái lòm kia. Chứ chứ giờ đậu bị tụ quần. Phi lên, phi lên. Hay trời. Đủ má cái giò. Cái nồng đâm. Nó tưởng em muốn lộn.
Thấy ghê. À lựa ngay đó. Nè lấy cây đây nè. Ăn mà tội. Đó bỏ hết rồi. Mà không tiền ăn ốc tội. Ăn sáng giờ ngàn con mà không tội tới ốc. Cái tụ quần tao là tội. Hai đi tụ quái. Tao bỏ châu ơi. Đại đó quần. Á buộc rồi. Da mẹ buộc em nặng nó đi. Cái tay đó quần ơi còn. Là nó tội đi. Rồi vô đây nè, vô đây quậy mấy cái chỗ này ra cá lồng tông nó ra đang chăn cá lồng tông. Ở lưới già vậy luôn hả? Mấy trăm ngàn á. Mấy trăm ngàn luôn á. 350 ngàn. Mua hả? Bữa mua đó, mua xong bệnh hiện về mua ghế. Chú gì mày la tội. Chú gì mày la tội. Ăn là nồi nồi không không tội. Tới bạn ngóc cái tội. Kìa. Kim Anh. Trời ơi, là bậy bạ mà thôi nha. Cái gì vậy trời? Cái gì vậy? Được. Đây, 1.000 mua lộn rồi. Hết lưới rồi. Đẹp không mọi người? Đây là miền Tây nè. Chạy đuổi theo. Nằm xuống. Hậu trường. Rồi.